Dạ, em xin chào tất cả các chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại các chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay em xin mời tất cả các chú anh chị và các bạn cùng em đi về Vĩnh Long để đi chợ chợ ôm. Ngày mới em xin chúc tất cả các chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Hôm nay rất là lạnh luôn, 21 độ mà có mưa lâm râm nữa. Hiện tại thì em đang đứng ở một cái ngã tư nè. Nếu em đi thẳng luôn thì đi Vĩnh Xuân, đi về trái thì đi Mỹ Hưng, Mỹ Phó và em ngồi phải và sẽ đi qua thị trấn chợ ôm, có chợ chợ ôm nha. Còn đi qua sau lưng em á sẽ đi ngược về Bình Minh. Rồi, bây giờ em sẽ chạy vô phía trong nha. Ở đây có một cái ngã tư nè các bạn. Ngã tư này mình quẹo phải là mình sẽ đi vô thì chẳng nhộn. Hiện tại là cũng hơn bây giờ, nhưng mà hôm nay thì không có nắng. Với lại đồ đường có bán hải sản nữa, gà quay, củ lùng nướng nè, củ lùng hấp nè. Rồi quay vào đây mình sẽ đi vô trong chợ chợ ôm đó các bạn. Bữa nay không khí Tết rất là nhiều luôn, có mấy chị bán bông nữa nè. Bên đây thì có bán những cái giỏ quà nữa các bạn. Ở đây em thấy buổi sáng cũng khá là đông đúc á. Wow, ở đây có bán giỏ quà nè, hai bên đường bán giỏ quà luôn. Đây thì chắn chợ ôm là lần đầu tiên em đặt chân tới đây. Đó, hai bên giỏ quà rất là nhiều luôn các bạn ơi. Hôm nay không khí Tết ngập tràn ở thị trấn chợ ôm rồi.
Đường này mình chạy vô vài trăm mét là mình sẽ tới chợ. Chợ thì nằm phía bên tay phải, có một cái đường đi vô. Ngay cái cua này em gặp nhà thờ Trà Ôn nè. Đây nhà thờ Trà Ôn nằm bên đây. Ở quê thường hay có mấy cái quán cà phê, mấy chú ngồi cà phê sáng gì đông vui lắm các bạn. Đây bán đồ chưng Tết nữa nè. Em nghĩ là gần Tết thì ở đây mọi người sẽ chưng đồ bán nhiều lắm á. Ở đây có một cái tiệm chân giỏ quà với lại đồ trang trí Tết cũng nhiều lắm luôn. Tiệm Hồng Tỷ. Đường này thì cũng có nhiều cái ngã ba ngã tư các bạn. Đường này là đường Đốc Phủ Yên, khu 5. Còn quẹo bên kia là đường Võ Tánh. Còn đường này là đường Gia Long nha các bạn. Đây có Quan Thánh Miếu nè. Bên đây là Thánh Thất Trà Ôn. Đây Thánh Thất Trà Ôn các bạn. Có hai cửa, bên nam bên nữ. Còn bên đây là Thiên Phước Tự. Wow, chùa này cũng rất là đẹp các bạn ơi. Mừng xuân Di Lặc. Đây mình chạy gần tới chợ nè các bạn. Đây là không khí của ngày Chủ nhật. Bữa nay là ngày 17 âm lịch rồi. Cũng sắp tới Tết rồi các bạn ơi. Còn gần 2 tuần nữa. Đây tới chợ rồi nè. Đường này mình sẽ đi vô trong chợ. Còn quẹo tới trái là đường Phan Thanh Giản. Đây có đường Phan Thanh Giản nè. Như là đầu chợ có chỗ gửi xe luôn đó các bạn. Giờ đây gửi xe nha. Rồi sau đó em sẽ đi quay một vòng chợ cho các bạn xem. Chợ Trà Ôn Vĩnh Long. Giờ hiện tại thì em đã gửi xe vào bên trong nha. Em đang đứng ở ngã tư đường Phan Thanh Giản nè. Ở đây có cái bảng chợ thị trấn Trà Ôn. Rất là nhỏ trên đây nè các bạn. Đó, đường đi vô bên trong là cái nhà làm chợ lớn lắm. Lớn như dài. Giáp với sông Trà Ôn luôn. Ở đây có lò bánh mì Đại Phát nè. Hôm nay là Chủ nhật mọi người đi chợ cũng đông lắm các bạn. Này khúc đường bên đây rất là đông luôn nè. Đường bên này dài bên đây nè. Rất là đông đúc bên đây luôn các bạn.
ở đây là lớn hơn cái thị trấn An Phú của em nữa. Từ trên cao nhìn xuống thì ở đây nó giống như là cái đuôi cồn vậy đó các bạn. Một phần phía gần đây là giáp với sông nè, cũng rất là lớn. Đây đường đi vô chợ nha. Đây bản chợ thị trấn Châu Hồng nè các bạn. Ở đây là có chỗ gửi xe, mình đi chợ mình gửi xe luôn bình thường. Đây mấy cô bán ngay đầu tiêu rồi. Đây là quán cà phê. Đây mấy chị xách giỏ đi chợ rồi nè các bạn. Bên đây là bến xe ôm, các bạn đi chợ thì lên đây mấy chú chở đi nha. Mấy chú lúc nào cũng có ngồi đây đông lắm. Sáng giờ chạy về được chưa chú? Chưa ha. Dạ đợi xíu. Dạ bà kè đây hả chú? Dạ con xuống rồi. Đây mấy cô đi chợ về nè, hũ bông nữa. Đây bữa nay chủ nhật em thấy mọi người đi chợ nhiều lắm, đi mua đồ cũng nhiều nữa. Rồi mình đi vô bên trong chợ vô nha các bạn. Trước khi đi vô mình nhìn tổng quan chợ vô nha. Trước chợ vô thì có một cái đường đi vô khoảng mấy chục mét vậy đó. Đi vô bên trong thì có cái nhà làm chợ dài thòn luôn. Cũng có nhiều cô chú yêu cầu em quay chợ vô lắm, nhưng mà đến bây giờ em mới đến đây được. Cô chú anh chị xa quê thì nhìn vào chợ vô cho đỡ nhớ nha. Wow, đồ à được tặng tăng lịch nữa nè. Mua được tăng lịch đó cô. Dạ. Mua đồ tăng lịch. Wow, bông nè. Bên đây bán trái cây và bên đây bán bông. Đây trái cây đây, trái cây với lại bông. Chào chị. Đây rất nhiều trái cây luôn các bạn ơi. Ở đây có một đường đi ra nè. Chợ này thì em thấy có nhiều đường đi vô lắm. Có nhiều hẻm đi vô á. Ngoài đường chính ra thì còn có mấy cái hẻm nhỏ đi vô chợ nữa. Này quýt, cam, thanh long, bơm nữa. Chị bán bông nữa hả chị? Dạ. Bữa nay vậy là bán nhiều chưa chị? Vậy là trưng bày nhiều chưa? Chưa nữa hả? Gần Tết mới trưng bày nhiều đúng không? Này các bạn có Tết có mua bông trưng lấy mua nè. Bông rất là nhiều luôn. Bỏ vậy là nhiều hả chị? 20, 25, 30 đủ loại. Nho nè. Đó, nho nè. Nho nho đen là nho gì hả chị? Nho Mỹ. Nho Mỹ. Đó, cái này mua rồi trưng Tết là đẹp lắm nha. Em cảm ơn chị nha, chúc chị may mắn đắt nha chị. Wow, bông nè. Bữa nay chợ vô rất là đông các bạn ơi. Đây thích nhất là mấy cô bán ở hai bên đường gì nè, thấy đông vui lắm.
nó kỳ quá. Wow, bông rất là đẹp luôn nha. Bông cúc, bông vạn thọ, bông đủ loại luôn. Bên đây bán củ kiệu nè. Bông hồng đủ loại. Cho cái bông xíu nha chị. À, thì bông tên gì ta? Dạ. ND hả? Dạ. Wow, bông này. Dạ, bông này bông gì chị? Tầm xuân hả? Wow, lần đầu tiên gặp bông tầm xuân luôn. Cây thiệt luôn hả chị? Dạ. Chừng một năm luôn. Wow, đã vậy. Bông bó nhau như chị? 60. Để em quay em giới thiệu mọi người đến đây mua bông luôn. Quả bông mình đi chợ Tết. Từ 20 chứ lên mới nhiều hả? Dạ. Dạ, mọi người ghé ủng hộ chị nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Chú chị bán thật nhiều bông. Ở đây có anh bảo vệ, anh nhắc nãy giờ cũng nghe cũng vui vui các bạn. Nè, bốn ngắn là hạn chế, là ba cái vàng dọc rồi mình đừng có đeo nè. Mình đặt cái áo khoác che bít cho mặt vàng của mình lại. Đó, anh nhắc nhở nãy giờ. Bây giờ mà nhen nhen vô là bỏ bỏ rồi đắp người nữa rồi nó bỏ cái nó lấy hết trơn thì không có tiền. Đây cấm xe vào chợ các bạn. YouTuber. Dạ. Bên này cũng có một đường mấy cô bán qua đây nữa nè. Có hai đường đi vô lắm. Bên này bán dưa hấu nè. Mình đi đoạn đường này trước và đoạn đường này thì vắng hơn bên kia. Đó. Dưa hấu rất là ngon luôn. Về bữa có bán dưa hấu bự chân Tết không á? Có luôn hả? Để mình quay cho mọi người biết là ta mua. Dạ. Cái bự bao lớn? 7-8 kg, 10 kg. Wow, cái giống gì luôn hả? Dạ, trái tròn. Dạ. Chừng nào mới chân thì mới bán? 25 Tết là có dưa hấu bự để chân bán. Mình biết giá bao nhiêu một ký không? Khoảng từ 15 đến 20. 15 đến 20 ngàn một ký. Giá vậy cũng khoảng 15 ngàn. Dạ. Còn bây giờ là dưa hấu gì để ăn ha. Này dưa hấu gì đẹp quá nè. Dưa hấu này hấu gì? Dưa hành long. Dưa hành long. Bởi thấy đẹp quá. 25 Tết là chỗ này sẽ có bán dưa hấu chân Tết nha các bạn. Đó. Rồi anh cảm ơn nhiều nha. Này mấy cô bán bên này cũng đông lắm nè. Chào mấy cô, chào chị. Mít với lại chầu cao. Chị bán mật ong nữa hả? Mật ong nè. Đây mật ong này các bạn. Mật ong gừng hay là mật ong nuôi chị? Cái này mật ong mà hút vườn đó em ơi. Hút vườn hả? Người ta đi bển xong người ta đi qua đây hả? Cái này thường thường như vậy đó. Dạ. À, cảm ơn chị nha. Này hai bên này em thấy đường bên này ít hơn khách hơn bên kia. Cô bán dừa nè. Đó, dừa khô. Cái này là dừa khô hay dừa tươi á cô? Dừa nạo. Dừa nạo hả? Dừa tươi. Còn đây là dừa nạo. Đó, dừa khô. Dừa khô có lên giá không cô? Không có lên giá. Dạ, đây là cái bắp non nè. Đó. Cô bán bắp non hả? Bắp non này bắp nhà hay là mua hả cô? Cái này bắp nhà, mình chào mình bẻ cái này nè. Dạ. Một cây nó có mấy trái rồi cô bẻ một trái hả? Nó hai trái, trái này là không có hộp, mình bẻ. Dạ, mình bẻ mình bán. Dạ. Bắp này là nấu canh, nấu kiểm cũng ngon lắm. Dạ. Dạ, quay từ từ quá luôn. Sáng giờ có bán được nhiều chưa? Chưa con ơi, em chết nè, con ăn xong cho cô yên. Dạ. Này bên này cô nhiều bắp nè, nguyên một mâm luôn. Wow, cô bán trứng ngỗng nữa. Đây trứng ngỗng rồi các bạn. Đó. Cô cảm ơn cô.
Đây, wow, trứng ngỗng ở đây bự nữa nè. Nè bạn, trứng ngỗng nè. Đu đủ nè, cái này là đồ nhà các bạn. Một trứng như là nhiêu tiền con? Một trứng 30. Trứng 30 hả? Con mua để trong cốp xe nó nở không con? Nở. Nở à? Nóng à. Con phải chạy xe hoài nha. Dạ. Con đậu lại là nó. Vậy bán con trứng này đi. Con mua để cốp xe. Nói cho vậy chứ để cốp xe đâu có áp đâu mà nở. Dạ. Đây con nữa con ghé chợ con luộc. À, bắp dạ, mà chưa có vợ lắm à. Dạ chưa. Đó, đó bắp non nha. Bắp. Này là bắp non ở miền Tây đó, đặc sản luôn đó. Dạ, đặc sản ở miền Tây các bạn. Ăn nó vừa ngon mà vừa ngọt. Cái bắp ở miền Tây mình là không có bỏ gì hết. Dạ, cái rau mình nấu nước uống được luôn mà. Cái rau là mình lấy mình bán mình nấu nước uống. Dạ. Còn cái cây bắp là bò ăn. Dạ. Cô ăn mướp nè, mướp này là mình nấu canh, nấu súp ăn ngon lắm á. Đậu que này cũng làm cô ở nhà cô trồng luôn nè. Dạ. Đậu que, qua nhà cô trồng nhiều với cô? Nó nhảy cái hàng vậy, mình đi dạ. Rồi chợ đó. Mình rồi, trồng thập cẩm luôn hả? À, rồi mình trồng để mình bán luôn, đậu dạ. Nhà luôn. Dạ. Nè, còn rau, xà lách, ngò gí gì có hết. Nhà luôn? Nhà luôn. Dạ, bán không sao lỗ ha. Để Tết luôn đó. Dạ, để con lấy tiền cho cô. Bên đây một trứng bự các bạn, trứng ngỗng. Mình mua hai cô mua mỗi cô mua một trứng, cô kia buồn thêm mua bên đây thêm trứng nữa. Lấy con trứng đựng bể nha cô. Con mua xong cho cô buồn đó. Dạ. Lấy con bịch đi. Lấy con trứng nguyên á, đừng lấy trứng bể, con để ba lô. Dạ. Cái này hộp cho nó hơi nhỏ hơn chút. Dạ. Dạ. Trời mưa luôn rồi. Xe, sao chỉ bỏ dạ nha. Dạ đây cho em bỏ vô ba lô hai trứng các bạn để mơ nấu ăn cũng được không có hơi dạ. Cô đi mua hay bán cô hả? Cô đi mua hay bán bạn hả? Bạn nha. Ủa mà quay cô ấy vậy? Dạ. Ủa, không cô dễ thương. Hả? Cô dễ thương. Dạ, rồi, dễ ăn ảnh. Dạ. Dạ thiệt. Quay cô sửa đồ lại chết. Dạ cô dễ thương mà. Thiệt cô nói thiệt. Nhà cô gần đây hả? Hả? Nhà cô gần đây hả? Dạ. Con ở An Giang bạn. Dạ. Con ở An Phú An Giang. Dạ. Cô tới An Giang chưa? Quay làm cái không? Dạ. Con để lên YouTube á. Con, dạ. Con tên Vũ. Vũ không phải Phương Dừa á. Dạ không. Rồi con cảm ơn cô. Rồi chúc mấy cô bán đắt nha. Mình đi tiếp đây bạn ơi, mưa luôn rồi. Chết mồ rồi. Mưa luôn rồi. Chắc là kiếm vỗ đục mưa bạn ơi. Rồi mình đi tiếp qua bên phía bên trái các bạn. Hiện tại là mưa lá gắt rồi. Wow, bên này có cô bán trái cám nè. Em đây mua trái cám mọi người xem nha. Cô ơi, ở đây mình gọi là trái cám hay là trái quách nữa cô? Trái quách. Dạ, ở trên con gọi là người ta gọi là trái cám. Cái trái của nó là cái cây của nó trái nhiều lắm. Này trái quách các bạn. Có nhiều chỗ gọi là trái cám. Đó. Dạ. Mà lúc em còn học tiểu học á hay mua trái này ăn lắm nè. Cạp ăn. Dạ. Dạ con ở An Giang. Ở An Giang con gọi là trái cám, còn chỗ gọi là cái trái quách nữa. Dạ. Cái này là mình trồng nhà luôn hả cô? Dạ. Này trái cám các bạn. Lúc mà chín là nó thơm lắm á, có thể làm đá uống được luôn. Ở đây người ta thường ăn sống hay là ăn chín hả cô? Vậy đó, thì ăn không và ăn với đường với sữa. Dạ. Và cái này là dạ. Cái này là tuổi thơ của biết bao nhiêu người đó. Trái cám hay gọi là trái quách á.
mấy con nãy chuối này cô? 5.000 hả? Có 5.000 hả? Dạ. Bữa nay chủ nhật là đông hơn một bữa chưa cô? Đông, lúc này mới gần Tết hay đông rồi, dạ. Nhân trẻ đó. Dạ. Mua nãy chuối có 5.000 rồi các bạn. Ở đây mấy cô bán đồ rẻ hả? Wow, trái này chắc là trái mít Thái hả cô? Trái này là trái đậu rồng nè. Đó, cô chú anh chị, đây là trái đậu rồng. Còn đây là trái chuối chát. Dạ, cảm ơn cô. Đây, đi qua phía bên này nha. Bên đây thì có vẻ hơi vắng hơn bên kia nữa. Đó, ở đây nhiều đường đi vô lắm. Mọi người thấy đi vô đường hẻm, đi vô qua lại á. Rất là nhiều cái hẻm đi vô luôn á. Rồi, mình đảo lên bên đây nha. Rau, rau thập cẩm nè. Rau đó là rau đọt chấp mau đó các bạn. Lấy giùm cho bả, lấy giùm cho bả thì chết mình. Dạ không chị. Rau thập cẩm với lại đọt chấp mau. Em thấy khu này là đông nhất buổi sáng đó các bạn. Sáng sớm em gặp đông lắm. Ngày này mưa mọi người đi bớt rồi. Đây bán cửa màng nè. Mùng mền chứa gói. Bên đây bán, cô bán củ sen nè các bạn. Đây củ sen. Chào cô. Wow, cái ngó sen ngon quá, cho con quay xíu nha cô. Đây. Cái ngó sen bự quá trời bự luôn à. Dạ. Cái cọng sen bự lắm nè. Đó. Sen này bán nhiêu ký á cô? 45.000 thôi. Cọng sen bự lắm. Còn đây là củ sen. Dạ. Củ sen mình thấy làm gì ăn ha cô? Hầm hả? Dạ. Đây củ sen nè các bạn. Cái này là mình móc giống như là củ sen, ngó sen hả cô? Đúng rồi. Dạ. Mình móc lên rồi cây sen nó còn sống không? Lá sầu đâu? Cái này chắc mình hái hả? Cái này chắc mình hái hả cô? Hái lụ lụ có một lần, nó có một lần hả? Dạ. Wow, cái bông sầu đâu nè các bạn. Cho con mượn nha. Đây, cái bông sầu đâu nè. Sầu đâu mình bóp gỏi vô khô. Uống với rượu, đu đế. Cái bông sầu đâu mình ăn được không ta? Ăn ngon không ta? Ăn ngon lắm, bông đặc sản luôn á. Cái này lâu lâu một năm mới có một lần đó. Dạ. Khó kiếm bông sầu đâu lắm các bạn. Khó kiếm luôn, có. Mùa mưa là nó nhiều hết không? Mới tháng này mới có, lâu lâu có chủ này bán thôi. Dạ. Có người có lắm. Con đi quay nhiều lắm, con ít gặp cái bông sầu đâu lắm á. Cái lá thì gặp nhiều mà bông ít lắm. Bông ít đó lắm. Đây cái bông màu trắng nè các bạn. Cái bông ăn ngon hơn cái lá hả cô? Bông ngon hơn. Dạ. Cái bông sầu đâu? Sầu đâu quá hả? Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Bên đây cô bán vú sữa. Mặn nữa. Dãy bên đây thì bán quần áo nữa các bạn.
Đây cô bán mướp với lại đậu que. Cô cái củ này là củ gì lạ lạ hả cô? À, khoai từ cùi. Khoai từ hả cô? Khoai từ cùi. Sao nó tư thêm từ cùi nữa? Tại vì nó sẽ như bằng tay mình á. Dạ. Wow, cho con bóc cái nghe cô. Này là cô luộc chưa? Luộc rồi. Được rồi à. Dạ. Một củ này là nhiêu tiền cô? Một căn ký hả? Nói giờ con mới gặp luôn á. Khoai từ mà khoai từ cùi. Khoai từ cùi nó giống như bằng khoai cùi đó. Dạ. Khoai từ cùi. Khoan để con bóc củ này nữa nha. Nè. Cô nói cái củ này nó giống như bàn tay cùi. Nên đây gọi là khoai từ cùi hả cô? Ngọt lắm. Dạ. Dạ. Bột. Đây là nó nước đất nè, bột lắm luôn nè. Wow. Ở chú lấy củ này hả? Dạ, dạ, cho con mượn cái củ đó con cầm cái nghe cô. Đây bạn. Cô nói giống nó bàn tay bị cùi nên gọi là khoai từ cùi. Ngộ ha. Cô bẻ làm hai con quay ở trong cho mọi người xem hết cô. Dạ. Lần đầu tiên em gặp cái củ khoai này nó bự gì luôn á. Wow. Ngon dữ lắm. Đây các bạn. Con ngấy à. Này. Trong phòng còn ngon không? Nó có sơ không cô? Không, không có sơ. Đây bạn, khoai từ ngon quá. Đó. Ở đây hửi thôi. Thơm nữa các bạn. Thơm giống như khoai lang vậy á. Không biết nó nét mọi người thấy không nữa. Ngon. Cái này là mình trồng hả cô? Cái này nó cứng quá ta. Cái này nó cứng sợ nó. Dẻo ngọt dữ lắm. Nó sụn ngon. Lấy dẻo thì nó ra. Cái củ này là mấy tháng nó bự mới bự được gì cô? Trong đó 1 năm rồi. Qua wow, 1 năm luôn. Đó, củ này mới ngon nè. À, mấy cái củ nó cứng. Này, cô. Củ này dẻo dữ lắm. Nhiều luôn lắm luôn nè. Em đi quay nhiều chợ rồi, lần đầu tiên em gặp cái loại khoai này á. Khoai từ thì gặp nhiều lắm, còn khoai từ này bự quá không có lần đi gặp. Ăn thử đi, ngọt lắm, ngon. Dạ. Để em ăn thử coi. Thử rồi. Ừ. Dạ, ngon, à. Ngon. Ngọt ngay luôn á. Bự hơn bằng tay mình nữa. Ừ. Cái này nó thớt nè, nó không có bự hơn đó, của người ta là vậy nè. Wow. Củ đó chắc hơn ký quá ha. Nhiều bữa nay này bán nhiều ký, hôm qua tôi nhớ bên đây bán mà. Kia. Có bao nhiêu tiền cô? Cái này 12 ngàn. Dạ. Thôi còn lại 10 ngàn. Đúng rồi. Củ này thì bự quá sao. Này sướng được củ khoai từ quá đã. Rồi, cảm ơn cô. Cô về ăn ngon nha. Wow, cái sườn riêng bự quá. Cô bán đu đủ nè, rồi cải nữa. Wow. Cái này là cái gì hả cô? Cải bông. Cải bông. Đó, lần đầu tiên gặp ông cải luôn. Cải bông màu vàng. Cải thìa nữa nè. Cam chín hả cô? Ừ, dạ. Đây cam nè. Cam này gọi là cam sành hả cô? Ừ, cam sành. Cam 10 ngàn 1 ký. Ừ. Xài cũng 10 ngàn. Dạ, lấy con 1 ký cam đi. Ừ. Nhìn cái cam đẹp quá. Ủa, nhiêu ký vậy? 10 ngàn. Dạ. Ăn muối hay là ăn muối? Dạ. Cam 1 ký có 10 ngàn thôi các bạn. Lấy 2 ký đi. Dạ không, con đi xe con đem theo nhiều không có được. Nè con gửi tiền. Dạ cảm ơn cô. Vào bên đây nha các bạn.
báo nè. Dạ lên hình luôn. Dạ, vậy này hết mưa dịp vụ ha. Dạ. Nãy mưa đang quay mưa các bạn. Giờ hết mưa mấy cô dập dù rồi nè. Quay làm gì? Dạ, quay cảnh chợ lên YouTube với cô. À, vậy hả? Dạ. Bán mấy giờ mới về cô? À, tới 12 giờ em về em. 12 giờ về. 12 giờ. Dạ. Hết hay không hết gì cũng về ha. Dạ, về nấu cơm nữa. Đây, cô bán cam với lại với bơm. Hết mưa các bạn ơi. Xoài 10.000 một ký. Rồi bán đắt nha cô. Xài 10.000 thôi. Xài đây 10.000. Ký xài tặng muối hay gì cô? Và muối trắng tinh này nè. Muối này muối gì trắng nha cô? Muối ba chi. Mua trái xài là tặng miếng muối. Xài này ngọt hay chua ta? Xài ngọt. Xài này là xài ngọt hả? Đây kiếm trái nào bự bự mua các bạn. Này lấy em trái bự này đi. Trái này 9.000. Dạ. Rồi cảm ơn chị luôn nha. Wow, đây nhãn cũng ngon lắm nè. Xài cô ơi, 10.000 cô ơi. Rồi mà đi tiếp tục qua đây các bạn. Bữa nay đi xa nhà mà sao gặp cái gì em muốn mua cho ta. Cái bắn với dừa nè. Cô bán dừa hả cô? Bán dừa mua đây. Dạ, dừa này trái nhiêu cô? Trái 5.000. Dạ. Chặt uống luôn được không? Hay là đem về? Không có gì. Dạ. Tại con tính uống tại chỗ. Dạ. Để lát con mua đem vô quán hay sao ta? Dạ. Để lát con đi vòng con đảo lại. Gặp dừa này ngon lắm đó, ngọt lắm đó. Cô không đem da theo tiếc quá. Này này làm cải gì cô? Cải bông. Cải bông. Da gà má. Gà má con tía. Nè. Sáng giờ bán được nhiều chưa cô? Nhiều rồi, bán hết rồi. Dạ. Wow, này đậu que ngon nè. Này đậu que nè bạn. Tết con thấy người ta hay xào đậu que ăn lắm á. Với lại sợ với lại thịt heo thịt bò cũng được. Qua Tết hôm nay thì dạ. Bữa nay là chợ đông chưa cô? Nay chợ thấy đỏ đỏ rồi nè. Dạ. Đây là Tết đông rồi ha. Năm nay không ăn năm rồi. Dạ. Năm rồi dịch mà hơn năm nay hả? Dạ. Dạ, năm nay người ta làm không được nữa. Dạ. Cố lên nghe cô, con cảm ơn cô, chúc cô năm mới mùa mai bán đắt luôn. Đây bông sơ đũa nè các bạn, bông sơ đũa. Này mứt, đây mứt Tết, củ lùng. Củ lùng này là củ lùng Thái nè. Cú lùng ngày xưa. Dạ. Cú lùng sơ là sao hả con? Dạ. Cái này là cú lùng sơ à. Cú lùng quế. Nó có sơ hả con? Dạ.
củ này là nó có sơ các bạn. Cô chú anh chị thích ăn khoai có sơ thì lựa khoai bên trong nè. Còn này khoai bên đây là củ khoai nó không có sơ. Còn chỗ này là khoai lùng. Khoai lùng gì gọt cái chấm tinh luôn nè. Xin chào mọi người. Này bạn ông kính ở đây. Đi chung các bạn nha. Đi chung với anh bạn. Ở đây cô này bán mứt Tết nhiều quá anh Vũ. Trái dừa khô kìa, mua làm bánh đây. Trái dừa khô bự quá ha. Dạ. Hình như là củ ghiền, củ này củ ghiền hả bạn? Củ nghệ. Thầy trái dừa khô nhìn thấy ham quá. Nè, trái dừa khô. Cây khô nhìn thấy ham. Trái 2.3 luôn hả? Trái này 2.5 là trái này 2.5. Dạ dạ. Trái 2.5. Nhìn cái dừa là muốn làm bánh liền đó cô. Chú ở đâu lại? Con ở An Giang, còn bạn con ở Tiền Giang. Dạ. Nhìn bạn nhìn cái dừa là muốn làm bánh liền. Cái dừa nó cho ẩm mà. Nhìn im lắm. Dạ. Cô có ai quen ngoài nước ngoài không cô? Có hả? Dạ, hy vọng người ta xem được clip này thấy cô nha. Dạ, nước nào cô? Nước Mỹ luôn hả? Dạ. Dạ, lúc trước là có về quê thăm cô hoài phải không? Dạ. Dạ, hy vọng anh chị em của cô sẽ xem được clip này và gặp cô. Cái này là mức này là cô làm hả? Ờ của anh ta. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe nha. Mức với lại cái chùm gột gọi là cái gì cô? Mức chùm gột. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Em này có tiệm bánh của chú à. Bánh mứt với lại đồ Tết. Đó. Con thấy này hấp dẫn quá, mình làm nhà hả chú? Làm nhà. Dạ. Cái này mình ăn không hay là mình làm bánh đá uống ta? Dạ. Có mua hộp hả? 8 hộp luôn. Này là có mua rồi đó ha. Dạ. Này bạn nhìn hấp dẫn lắm, nhìn ngon lắm. Cái này gọi là chùm ruột nhào đường. Hay. Phải không chú? Mất chùm ruột. Dạ. Dạ con ở An Phú An Giang. Cô lên An Giang chưa cô? Chưa biết An Giang. Còn con thì lần đầu tiên đặt chân tới đây. Là Châu Đốc không? Dạ đúng rồi đúng rồi. Ở Châu Đốc đi rồi. Dạ, vậy là lên An Giang rồi. Dạ. 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 Được cô khen đẹp trai luôn á. Rồi, cảm ơn chú. Chúc chú có năm mới mua may bán đắt nha. Đi ra được cuối đường này mình sẽ đi tới Bờ Kè đó các bạn. Dạ. Nhớ nào chị? Thôi, ta còn đi học. Này có bánh tét, bánh ú nè. Bánh này là nhân gì cô? Dạ nước cho hả? Con khoái ăn cái này nè, như là con khoái cái này nữa. Cái này là nhân đậu hả con, có nhân dừa không? Con có một cái nhân dừa. Dạ mình lấy con hai cái này nè, với cái nhân đậu, cái nhân dừa, nước cho. Dạ cô có thể nói nước cho làm sao không cô? Giống như mình ngâm cho dừa cho bếp á. Dạ. Ngâm lóng cho nó trong. Dạ. Ngâm vô bếp. Dạ. Ngâm bao lâu nữa hả cô? 2 ngày mới gói. 2 ngày mới gói. Và wow, công phu quá ha. Dạ. Nói giờ con nghe nói chưa cho mà con không hiểu cách làm sao. Để bếp cho nó gáo
rồi 2 ngày mấy gói. Dạ. Nhiêu tiền hả cô? 15 ngàn thôi. Dạ, 15 ngàn. Dạ, của con là đây đó An Giang. Dạ. Giờ này là cao điểm chưa cô, người ta đi đông chưa cô? Giờ này là cao điểm đó ha. Hết mưa mấy cô dẹp dù các bạn. Rồi con đi nghe cô. Cảm ơn cô. Rồi mình đi tiếp qua bên đây nha các bạn. Đây có cô ống bông nè. Cô có thường hay coi YouTube không cô? Có. Dạ, về coi ủng hộ con nghe. Đây con quay cả bông cho cô. Lát mọi người ta mua hết bông của cô luôn. Nè. Sáng giờ cô bán được nhiều hết rồi. Dạ. Ngày Tết có bán nhiều hôm nay không cô? Dạ. À, Tết bán giờ Bình Minh. Bình Minh là cái dồn hả cô? Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô. Này cô bán bánh nhiều nè các bạn. Bánh rồi chè nữa. Được cô. Dạ. Dạ, thằng bạn con á. Ô cô bán trái này là trái gì á cô? Trái dâu tầm hả cô? Dạ. Trái này trái dâu tầm nè. Mình ăn không nha cô. Ăn năm rượu. Năm rượu. Dạ. Trái dâu tầm các bạn, ăn sống hoặc là ngâm rượu. Theo con bán bánh đó nè. Mứt mứt dừa. Sao cô bán ít mứt dừa vậy cô? Dạ. Cô thấy bọc nhỏ. Và wow, ở đây có cái bánh ú dễ thương nè. Thì con mượn nha. Này bạn. Bánh ú nước nước cho. Đó, nhìn dễ thương. Cái này là cô làm hả? Dạ. Còn bánh nhân dừa không cô? Đậu không hả? Dạ. Đây nước cơm nhìn bánh nước cơm cho nữa cô, nước cho nữa không? Con muốn mua hai cái nè. Dạ. Bán con hai cái bánh ú đi cô, con mua ủng hộ cô. Dạ. Tại con nãy con muốn mua hai cái rồi. Sáu ngàn. Mà chị bỏ đường đâu rồi? Dạ. Để vừa nó thôi. Wow, đây cô bán bắp nữa nè. Trời, bữa nay con đi xa nhà mà. Con nhìn cái gì con cũng muốn mua hết trơn. Lấy con hai trái đi cô. Lát con với bạn con nghỉ trưa ăn bắp. Lột luôn hết khỏi. Dạ, lột luôn đi. Không mới khỏi đi cô. Giặt cho con coi được rồi. Wow, đây cho bắp. Đều quá trời, đều quá trời ngon. Mà bắp nó bự. Rồi, của con nhiêu tiền? Ba cái luôn đi, lấy 20 thôi. Dạ, dạ, được luôn, được luôn. Được luôn nha. Dạ. Nhỏ, nhỏ bắp nhá hàm quá. Dạ. Con có tiền. Ở đây mấy cô bán những món mình thích không à? Bây giờ con mua con gỡ đắng nữa đó. Rồi cảm ơn luôn nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn mấy cô. Dạ. Bánh nhân gian, bánh truyền thống. Ồ, nhiều bánh lắm luôn. Đó, đủ là bánh luôn. Buổi sáng là bán nhiều lắm hơn hả cô? Bây giờ con thấy nó dơ rồi. Vơ rằng rồi, sắp hết rồi. Dạ.
Dạ. À, bánh dây lợn. Bánh da heo. À. Ăn sáng bánh miếng bánh là đủ hả con? Đủ rồi. Dạ. Ở vườn mà đâu có làm gì có tiền nhiều mà ăn nhiều. Dạ. Cô ở đâu lặn? Ở Ngã Tư. Ngã Tư hả? Ngã Tư. Ngã Tư. Dạ, con không biết chỗ đó rồi. Cách con ở An Giang. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Này quá trời nhiều gian hàng bán bánh mà. Bánh với xôi. Đi ra đây là quýnh rồi đó. Đi gì? Wow, đây có bánh ít chằn bự quá trời bự luôn. Đây cái bánh ít chằn bự nữa các bạn. Nhìn là muốn ăn liền á. Cái bánh ít chằn bự lâu mới gặp một lần á. Đây cái bánh bự nè. Nhìn ở ngoài nhìn ngon thèm lắm. Dạ. Ở bên này cũng có một đường đi ra nè các bạn. Mọi người đi chợ thì khu đường này cũng đông lắm. Con đường này là mình sẽ ra bờ kè. Giờ mình sẽ đi dạo ở đây một vòng nha. Xem ở đây mấy cô bán gì, với lại ở đây bán cái đường này dài không nữa. Đây mấy cô bán tép với khô. Đây chấm ăn cầu, chấm ăn cầu gai. Chào chị. Đây mấy quán trực cầu gai nhìn ngon lắm các bạn, hấp dẫn á. Đây là khoai mì hả chị? Khoai mì vàng. Dạ, khoai mì vàng. Là mình nó tự nhiên hả? Đó, khoai mì vàng các bạn. Wow, nhìn ngon quá. Cái này bán 100g hay như hay sao chị? Dạ. Ký 30 hả? À, căn cho em 10 ngàn được rồi. Dạ, khoai mì nhìn ngon quá. Nhìn khoai mì nữa các bạn. Ngon lắm, chị nấu đi miếng. Dạ, có nước dừa nữa không chị? Có. Tới chiều nó cũng không có hư nữa. Wow. Tới chiều vẫn không hư luôn. Tới 9-10 giờ đêm mà chị ăn nó không có hư đó. Dạ, nhìn miếng khoai mì nhìn ngon lắm luôn á. Ở trong phim mình nhìn thấy gì ở ngoài, nhìn các bạn là muốn ăn liền luôn. Dạ. Dạ. Rồi, rất cảm ơn. Cảm ơn cô. Hôm nay đi gặp quá trời nhiều bánh các bạn ơi.
nãy anh kia đi bên đây rồi hả chị? Dạ. Dạ, chuối nè, rồi củ hoa nữa. Chị vậy cái đường này là chỗ ở đâu vậy chị? Cái đường này là chỗ ở đâu á? Đi ra đường lớn luôn hả? Ra đường lớn luôn. Dạ, ở ngoài đó người ta bán đông không? Dạ. Em cảm ơn chị. Ở đây đoạn đường dạ. Rồi cô Văn Đắc nha cô. Ở đây đoạn đường nhỏ nhưng mà mọi người bán đông đúc lắm các bạn. Có thể là đông hơn ở ngoài bên hông chợ kia nữa đó. Dạt xe rồi. Dạ. Có ai muốn gì bằng gì đi làm không coi? Dạ. Dạ. Rồi tôi giới thiệu chị luôn rồi, ai muốn gì chị làm? Dạ, có chồng chưa? Chị chưa có chồng, chị qua Hàn Quốc cũng được đó. Dạ. Chưa. Chị đi khỏi nước Việt Nam là được đó. Dạ, chưa có chồng người ta mới dám mướn. Ờ rồi, vậy đi. Dạ. Cảm ơn chị. Quay đăng lên cái gì? Của em là đây đó An Giang. Cái gì đây đó An Giang hả? Dạ, đúng rồi. Rồi. Chắc tối mai á. Dạ. Mới em trai mới quay qua rồi. Bạn em á, ông kính ở đây. Cảm ơn chị. Ở đây đường này đông lắm các bạn ơi. Tại đường này nó chẹt quá trời chẹt. Sang Đài Loan ha. Dạ. Chị này muốn qua bên nước nào? Chị qua mua nước nào? Đoạn đường này mọi người đi xe đang hơi chẹt ha. Qua vậy chứ lên hình đẹp lắm đó. Dạ. Về quê. Wow, đường này rất là đông luôn các bạn. Đoạn đường này nhỏ nhưng mà bán rất là đông, rất là nhiều luôn. Mọi người đi cũng nhiều nữa. Đó. Đi ra đường này nha. Chợ hôm nay đông vui quá các bạn. Em đi ra cuối đây luôn. Coi mình đi đâu nha. Nãy em đi một vòng trước thì em chưa có thấy cái đường này. Kẹt xe luôn các bạn ơi. Trời dồn hôm nay quá trời đông. Đường Gia Long các bạn. Hôm nay kẹt xe luôn nè. Khúc đường này quá trời đông luôn nè. Đó.
chương trình tập quá bên đây cũng có chân đầu tết rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây đồ trang trí tết nè. Bên đường ở thì trắng dồn này em thấy từ trên cao nhìn xuống á giống như là một cái mũi mát kia đó, giống như là một mũi Cà Mau vậy đó các bạn. Quần áo chào mấy em phải cô. Dạ chào ông mấy em. Và đây có những tiệm tạp hóa bán những cái chậu bông giả rất là đẹp luôn nè đó. Wow, đẹp quá. Đẹp quá, cho em quay xíu nha anh. Dạ đây các bạn coi những cái mai, cây mai vàng đẹp lắm luôn nè. Cái này là mình làm hay mình mua vậy anh? Vâng. Dạ đây mọi người có lợi mua cây mai giả, cây mai vàng đẹp lắm luôn. Wow, này làm rất lâu lắm mới xong hả anh? Dạ. Cây mai bự em chống là bao nhiêu tiền anh? 1,5 triệu. 1,5 triệu. Mấy cây nhỏ nhỏ anh? 350. Dạ. Dạ đủ loại luôn các bạn. Các bạn có mua cây mai vàng về đây chừng tết là mua, là đi mua nè. Cây nhỏ nè. À, đường Gia Long số 30 xiệt 1A. Đó. Nhìn lung linh luôn. Cây nhỏ này 35.000. Ồ, bánh bông lan nữa nè. Đây em quay bánh cho mọi người xem nha. Chị em quay bánh xíu nha chị. Dạ. Dạ, mới quảng cáo cây mai rồi. À, bây giờ là bánh bông lan. Bánh này là bánh truyền thống các bạn. Chị nướng nướng trên nướng dưới luôn hả chị? Dạ. Dạ cái nắp đậy. Dạ lát mà đậy là mình nướng ở trên luôn. Đây. Ở nhà em có cái khuôn bánh bông lan bằng đất á chị, bự lắm. Dạ, có cái nồi nồi bự á. Dạ. Đó. Quá khéo rồi. Mấy phút nó mới chín hả chị? Khoảng 2-3 phút. À, mấy phút? 2-3 phút. 2-3 phút. Ở đây em đợi luôn. Lấy cho em, lát lấy cho mấy cái nha. Của em là đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ. Em ở An Giang, An Phú An Giang á. An Phú anh. Đây các bạn, những cái bánh bông lan chị mới nướng ra xong nè. Này chị bán lâu hả chị? Các bạn, đường này sẽ có một cái cua nha. Ở đây mình cái cua bên trái mình qua đò là mình sẽ qua Lục Sĩ. Còn mình quẹo bên phải á thì mình sẽ qua cái cơm của Sóc Trăng. Ở đây là cuối thì trắng nha, chợ Hôn rồi đó. Hôm nay là ngày chủ nhật các bạn, gần tết rồi, ở đây rất là đông, có bán rất là nhiều đồ trưng tết luôn. Ở phía bên kia đường nữa nè, vào nguyên một cửa hàng luôn các bạn ơi. Không khí tết ngập tràn thì vắng chợ Ôm.
Đây cô có bán chèo lịch bán nữa nè. Con à, của con này đó Giang. Dạ, cô chú về ủng hộ con nha. Rồi. Rồi, chúc cô chú ăn Tết vui vẻ. Rồi. Dạo nãy thì em đi đường này nè, em đi ra ngoài phía đường lớn luôn. Còn bây giờ thì em sẽ đi tiếp tục đường này đi tới cuối đường luôn nha. Dạ. Nãy giờ con mua nhiều lắm luôn á. Xôi mặn nè, rồi bánh bánh gì cô? Bánh khọt. Dạ. Bên trong là nhà làm chợ bán rau củ quả các bạn ơi. Ở trong nó hơi tối xíu. Hôm nay chợ đông thiệt luôn á. Qua wow, đủ hết loại nấm luôn. Cô cái nấm này là nấm gì hả cô? Nấm cơm. Dạ. Sao mà thấy nó đang đen? Nấm cơm tại không đậy. Dạ. Không đậy là nó đen ha. Và nấm cơm có nhiều loại. Củ nhỏ, củ bự luôn. Cô bán đồ ăn chay không à? Chay không à. Dạ, đậu hũ nữa. Đậu hũ chả đòn. Ở cô cái nấm này là nấm gì hả cô? Nấm nuôi gà, cái này là cũng trọng luôn hả cô? Dạ. Này, nấm nữa nè. Nấm bạch tiết với nấm kim châm. Đó, ở đây là có cô bán đồ chay với lại bán nấm. Nấm nhiều ngon lắm các bạn. Nè, gian hàng của cô chị nấm nhiều lắm. Cảm ơn cô, cảm ơn chị. Cái mấy cái mai vàng đẹp lắm luôn nè. Đem đạo lại em quay cái nha. Đây cái mai vàng nè, đó. Mấy cái tỏi này nhìn chị làm rất là đẹp. Cái này để dành đổi đầu hả chị? À, chân dưa chân bưởi. À đúng rồi, đúng rồi. Cái này là để cái dưa lên nó không bị lăn các bạn. Cây mây vàng lấp lánh luôn. Bên tay trái em thì bán heo quay nhiều lắm. Nhà làm chợ thì cũng rất là dài luôn các bạn. Bên hông nhà làm chợ bán rau củ quả, còn những cái đường hẻm nữa. Ở đây có mấy cái hẻm rất là nhiều người bán. Đây bán rau rất là nhiều nè. Đi đường này thẳng là mình đi ra mấy sông đó các bạn. Khu ở đây bán heo quay. Bây giờ em gặp bán heo quay cũng nhiều lắm. Bên đây là chợ cá nè các bạn. Phía bên chợ cá đó. Bên đây cũng bán đồ chưng Tết nữa nè, bùa niêu. Bao lì xì nữa nè, rồi nhang đèn, bùa niêu. Này là bao lì xì hả cô? Bao lì xì. 2
Này cô mua gì cô, dán hả? Dán dưa. Dán dưa. Dạ. Dán dưa bán hả cô? Không có dán dưa mình. Cho đẹp. Cho đẹp mà. Dạ. Bằng thờ á. Không có lẻ hả chị? Dạ. Không có lẻ lẻ. Này lẻ nè. Trong cái gỗ lẻ. Quay trà cười không quá trời. Trời ơi. Dạ. Đẹp như hoa. Dạ. Cô đẹp như hoa, cười đẹp như hoa. Cô con này đây đó, Hoàng Giang. Dạ. Bữa nay không khí Tết ngập tràn chợ chợ ôn luôn. Cô gái bán nhang. Cô gái. Cô bán á, bán nhang. Dạ. Này tiệm. Con gái này cho nó rẻ em, nó rẻ. Đấy nghe chị mua miếng hàng đấy nè. Bữa nay cô mua bồ niêu chưa? Cô mua bồ niêu chưa? Đây bồ niêu ra con. Chị hồi nào giờ không có chân bồ niêu à. Nè, niêu rồi, niêu à. Ăn Tết. Này bồ niêu ăn Tết nè các bạn. Ừ. Nè bồ niêu ăn Tết nè. Đó. Không, ông nào giờ có bà bán chị, cái này là bộ ông. Cảm ơn cô. Bên đây là chợ cá các bạn ơi. À, hôm nay là chợ Tết nên em không có đi vô qua trong chợ cá quay nhiều nha. À, chỉ quay hoàn cảnh cho chú bạn xem chợ cá thôi. Rồi em sẽ đi gặp bên đây. Chỗ này thì đang làm lại bờ kè nè các bạn. Bên đây là cuối chợ rồi đó. Dạ, có bao giờ Tết chị? Chị bán nước ngọt hả? Dạ, nước ngọt cơ má, dừa, đậu xanh. Bán gạo ở đây luôn hả? Dạ. Dạ. Bán gạo mà kiếm thêm. Dạ. Bán nước chỉ là bán phụ thôi ha, bán gạo kiếm thêm. Đó có nhà bán gạo đàng hoàng. Dạ. Và wow, cái này là lúa. Lúa gạo. Đó các bạn mua gạo thì cuối chợ nha, chị bán gạo lúa. Dạ, ánh thu. Rồi. Hết chợ đó các bạn ơi. Chị bán mày chị... Ơi, cái này một chút xíu là em quá trời trong đó. Dạ, nãy giờ trong đây nhiều lắm hả? Chị bán bắp hầm nè. Cái yên ở trước thì là chị để dành cho bắp nó ngồi. Còn chị ngồi ở yên ở sao? À. À, em cảm ơn mấy chị. Rồi, hết chợ các bạn ơi. À, bên đây bán hủ tiếu, cháo, cơm, bún. Đây bên đây đang làm lại bờ kè các bạn. Bên này ở dưới sông hay là ở trên bờ gì cũng tất bật. Bên đây có mấy cái ghe ha, mua bán nè. Đang lấy hàng xuống các bạn. Đang lấy hàng xuống ghe để đi bán á. Trên đi thì em có gặp một bà bán vé số nè các bạn. Em đợi em mới thăm bà nha. Bà còn không mà? Bà còn bao nhiêu vé? Hết rồi hả? Ngày 30 tờ hả? Nhà bà ở đâu lăng bà? Dạ. Sau lưng nhà thương hả? Dạ, nãy con giờ con gặp bà bán số ở đây nè, con đi theo. Dạ. Rồi bà ở nhà sống nhai bà. Dạ. Rồi người thân của bà đâu? Ở xóm người ta đi chợ đó.
ta đem lên xe gì mì đi đâu. Dạ, rồi mì này là bà mua hả? Người ta cho luôn hả? Dạ. Như mấy người mà ta thấy bà vậy đó là có quà đó, dạ. Nè cho làm sao có gạo. Có gạo rồi hả bà? Dạ. Dạ. Chứ đây từ thiện là người ta thấy là ta cho hả? Dạ. Bà năm nay được nhiêu tuổi hả bà? 73. 73 rồi. Bà bán ở đằng chợ đẳng rồi về hả? Dạ. Dạ. Dạ con biết rồi. Và bà có nấu cơm gì ăn không? Dạ, mua đồ ăn rồi đi về nấu cơm ăn sau ha. Dạ. Bữa nay có duyên gặp bà, con thay mặt cho cô Trần Đối Thanh tặng cho bà 500 ngàn nè để bà mua thuốc uống. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn bà. Dạ. Rồi con chúc bà sức khỏe nha. Rồi con về. Dạ dạ. Dạ. Rồi. Chú đi đâu rồi chú? Đi ra bến xe. Dạ. Chú nhà ở đây ra bến xe đi đâu chú? Về Vĩnh Long. Dạ. Chú ở đây làm gì á? Đi xin. Dạ. Sáng giờ chú xin được nhiều chưa? Có mẹ đâu xuống đây không có về luôn. Dạ. Dạ. Cho con hỏi thăm chú xíu được không? Được. Dạ, chú bệnh sống dai chú? Sống bệnh đó thôi. Dạ. Cái chân chú bị gì mà chú gãy? Dạ. Lâu gì? Lâu gì chú? Dạ. Bị đập là sao chú? Đi đạp hoài á. À. Bụng chạy ngang nó đạp cái khóc luôn á. Dạ. Đạp cái lộ xuống luôn á. Dạ. Là bây giờ đi cần phải có cái này đi mới được hả chú? Ừ. Chú ở bên Vĩnh Long mình sống dài. Sống mình lên bước ra chỗ sống mình lên. Dạ. Rồi chú đi xe đồ ở đây. Ừ. Bây giờ ra xe về. Ở gần thành phố Vĩnh Long không chú? Ở cái trong bệnh viện. Dạ. Trong bệnh viện Vĩnh Long luôn. Rồi có đi điều trị chú hay là để gì luôn? Ôi dạ để gì luôn, tính qua Tết rồi kiếm tiền lên cái đường Nguyễn Văn Kiệt đó. Dạ. Có dạ. Thầy hay gì lắm, ông bó thuốc không à. Dạ. Hay dữ là trời, ông bó thuốc mà ông đăng lên. Dạ. Là bị có chân này hay chú? Ừ, chân này. Dạ. Người thân của chú đâu? Không có ai chứ, cha mẹ chết hết trơn rồi. Dạ. Xương nó lòi ra luôn hết trơn. Cái trong cái đùi nữa hả chú? Ở cái đùi luôn, cái đùi cục xương luôn. Dạ. Chú đi bộ đó, không có tiền bạc gì chứ. Dạ. Chú bị ta đụng hả? Ừ, ta đụng người ta bỏ luôn. Đụng giữa lộ rồi đó. Dạ. Không ai kia vô cho chạy nó. Dạ. Bỏ luôn. Rồi cái tay này của chú bị gì nữa chú? Cũng bị luôn đó hả? Nè, mới hôm Tết rồi nó hổm rồi bên thằng Thơ làm nó giật mà. Nó giật, nó xô một cái té, xô tính gãy tay luôn rồi. Dạ. Tay co luôn à. Dạ. Cái lòi xương luôn à. Lòi xương luôn. Dạ. Dạ con biết hoàn cảnh của chú à. Ban đêm có nhức gì không chú? Ban đêm nhức là mua thuốc đồ uống. Dạ. Để đợi con xíu nha, con lấy quà tặng chú. À dạ, hôm nay có duyên gặp chú ngoài đường. Con thay mặt cho cô Trần Đỗ Thanh tặng cho chú 400 ngàn. Anh Lê Quân tặng cho chú 400 ngàn nữa là 800 ngàn. Để chú mua thuốc uống. Với lại đi có tiền đi xe nghe chú. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ, có mua thịt mua gì đó để nhà ăn Tết luôn. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Rồi chú có khỏe nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ đây em xin kết thúc video em tại đây. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó gian của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau nha. Thị trấn Trà Ôn.